Cách phòng tránh bị ngạt khói khi gặp hỏa hoạn Trong các vụ hỏa hoạn, số người tử vong do ngạt khói còn nhiều hơn số người chết vì bỏng. Khi hít phải khói, con người sẽ bị thiếu oxy, dẫn đến thở nhanh, gấp, lâu dần yếu đi, ngạt khói có thể gây co giật, bất tỉnh. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua các các phòng tránh ngạt khói trong các đám cháy sau đây nhé. Số 1. Bình tĩnh Khi thấy cháy, bạn không được hoảng sợ. Điều đầu tiên bạn làm là phải thật bình tĩnh, gọi điện ngay báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, Tiếp đó, tìm cách chạy ra ngoài khu vực ban công hoặc sân thượng để tìm sự giúp đỡ. Số 2, xác định nguồn khói. Trong trường hợp luồn khói từ trên cao hoặc ngay trong tầng của bạn, hãy nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và chạy thoát xuống các tầng dưới. Đặc biệt không sử dụng thang máy để thoát hiểm khi tòa nhà xuất hiện cháy. Nếu trường hợp khói xuất phát từ các tầng dưới, điều đầu tiên bạn cần phải làm là di chuyển nhanh xuống dưới và thoát ra ngoài nếu bạn ở tầng thấp. Nhưng nếu ở tầng cao, hãy tìm cách di chuyển ngược lên trên tầng thượng, vì di chuyển trong môi trường dày đặc khói quá lâu sẽ khiến bạn gục ngã trước khi thoát. Trong quá trình thoát nạn ra ngoài nên báo cho những người xung quanh biết và nên đóng các cửa trên đường lan truyền để giới hạn sự lan tràn của lửa và khói. Cúi thấp người xuống sàn khi di chuyển, khói thường nhẹ hơn không khí nên thường bốc lên cao. Vì vậy phía dưới sát sàn thường có một lượng oxy đủ để chúng ta thở và tránh được việc ngạt khói. Trường hợp bị mắc kẹt trong phòng, hãy đóng các cửa lại để ngăn khói bay vào. Sau đó tìm vải ướt hoặc băng dính bịt các khoảng trống xung quanh khung cửa và quạt thông gió để ngăn khói bay vào phòng. Số 3. Xác định hướng gió Mục đích của việc xác định hướng gió là để chọn góc lánh nạn hợp lý, làm giảm sự ảnh hưởng từ ngọn lửa như sức nóng, khói, thổi. Có thể dùng tấm đệm gác lên cửa sổ hoặc ban công, tưới nước ướt tấm đệm, tạo thành cái mái để khói di chuyển lên trên, còn mình trú bên dưới tấm đệm, giúp hạn chế hết khói độc. Số 4, dùng khăn ướt che kín mũi. Trong trường hợp bị lửa bao vây thì phải bình tĩnh tìm lối thoát ra ngoài. Tìm một mảnh vải thấm nước làm ẩm, sau đó đưa lên gần mũi miệng, mảnh vải ẩm này có công dụng lọc khí độc. Khi muốn thoát ra khỏi đám lửa, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng chăn mềm nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo gây bỏng da ngoài ra khi sinh sống làm việc sinh hoạt trong tòa nhà phải để ý các đường lối sơ đồ thoát nạn điểm này có thể sẽ giúp ích rất tốt cứu mạng con người khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên đây là các cách phòng tránh ngạt khói khi gặp hỏa hoạn hãy chia sẻ cho nhiều người biết nhé chúc bạn vui vẻ